Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một bức tranh. Một bức tranh cực kỳ quen thuộc với mọi người nha. Mình sẽ random một nhân vật, một cái cây trong Plain Zombie nha. Và đó một củ hành tây nha. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô lơm tranh này nha. Ok. Ok. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Người tô đi ạ. Tắt đi nhờ. Bốc làm dày 10mm. Phần nắp bằng mica trong suốt rồi bên ngoài. Đắt quá. Ok nha mọi người. Mọi người có tô được không ạ? À? Mình sẽ hoàn thành bức tranh nhanh nhất có thể cho mọi người xem nha. Ok. Đây rồi. À, hello. Nói. Tao trốn học vậy. Sao? Vấn đề gì? Bây giờ ta không đi học khiêu vũ hôm thứ ba thì à, cô tự xếp học. Vậy con nào? Không biết. Nó còn đúng hai đứa con gái.
Tao xin, tao bảo chúng là sau okay, cùng sẽ trai với trai. Chúng bảo là tạo vì tỷ lệ trai ít hơn. Mày bắt đầu ấy. Dạ phải, thì đang bắt đầu về nhà, bắt đầu ôm hôn đi cho nha. Ok nha mọi người, tô đi ạ. Ok nha mọi người. Ok mọi người tôi đi ạ. Dạ tôi chụp ạ. Hết chiếu quyến thêm 3 tháng. Đẹp rồi. Mày thì lách luật ơi chúng tôi. Vô nồi. Khi tôi vừa mở một hồi máy snack tôi đưa bạn ok nha mọi người. Ok mọi người tôi đi ạ. Ok nha mọi người. Ôi xa hồi. Mọi người tô đi nào. Ok nha mọi người. Ok.
Ok nha mọi người, và video của mình đến kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Một like xem kỹ kênh của mình nhé. Bye.